nhắc đến những tiểu thuyết gia kinh dị thành công nhất, chắc chắn Stephen King sẽ soán ngôi của bất kỳ ai. Những cuốn sách như It, The Shining, Pet Sematary, Misery, vân vân và vân vân, ăn nên làm ra tới mức chúng đã được Hollywood chuyển thể thành phim không biết bao nhiêu lần. Còn khi nhắc đến những vị đạo diễn kinh dị thành công nhất, Mike Flanagan là cái tên bắt buộc phải đề cập đến, với chuỗi dài những thành công lớn nhỏ từ phim chiếu rạp đến show trực tuyến. Trước khi đem đến cho khán giả một Doctor Sleep kinh hãi và ấn tượng không kém gì phần gốc, Mike Flanagan đã đưa lên phim xuất sắc một tiểu thuyết kinh dị tâm lý từng bị coi là bất khả chuyển thể của Stephen King. Gerald's Game là câu chuyện kể về Jesse. Do đang dần đánh mất sự mặn nồng với người chồng Gerald, họ quyết định thêm mắm thêm muối cho cuộc hôn nhân bằng cách đưa nhau đi trốn và thử những thứ thú vị mới mẻ. Ngay khi Jesse cảm thấy không thoải mái, một cuộc cãi vã nổ ra giữa hai người. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Gerald bị nhồi máu cơ tim và đột tử. Với hai bàn tay bị còng chặt vào thành giường, trong một căn nhà giữa nơi đồng không mông quạnh, Jesse sẽ chống chọi với nghịch cảnh như thế nào, đặc biệt là mỗi khi màn đêm buông xuống, liên tục xuất hiện một kẻ dị hợm đứng trong góc nhà và quan sát cô. Hắn là ai, đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp trong video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu, Gerald's Game là một trong những bộ phim kinh dị đáng để xem nhất trong những năm gần đây. Thế mạnh khai thác nhân vật của cả Mike Flanagan và Stephen King đều hiện hữu rõ rệt trong từng lời thoại của từng nhân vật. Nó đào sâu vào tính cách và quá khứ đau đớn của Jesse. Nó khiến ta phải kinh hãi khi chứng kiến những gì cô từng trải qua. Ngoài ra, xen lẫn vào hiện tại là những phân cảnh nửa thực nửa ảo, đẩy khán giả vào tình trạng giống nhân vật, cũng quay cuồng trong nỗi sợ và sự bí bách đến nghẹt thở. Mình rất khuyến khích các bạn thưởng thức trọn vẹn Gerald's Game rồi mới xem tiếp video này, vì nó sẽ xứng đáng với từng giây từng phút mà bạn bỏ ra. Vậy nên, hãy coi như đây là cảnh báo spoiler trước khi chúng ta đi tiếp nhé, vì phần sau của video sẽ tiết lộ toàn bộ nội dung phim. Còn bây giờ, nếu bạn không quan tâm đến spoiler hoặc đã xem phim rồi, thì cùng mình tìm hiểu phim thôi. Để có thể giải thích một cách chi tiết nhất, mình sẽ chia Gerald's Game ra thành hai phần, quá khứ và thực tại. Đầu tiên, Jesse lớn lên trong một gia đình có 5 người. Trong một lần đi du lịch ngắm nhật thực với gia đình, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra với cô bé. Khi mẹ và hai người em đang ở giữa hồ để ngắm mặt trời, Jesse lúc này đang ở với bố. Ông mời đứa con gái cả tuổi teen ngồi lên đùi mình như lúc còn nhỏ. Rồi ở vị trí này, tranh thủ khi cô bé đang tập trung ngắm nhật thực, ông đã tự sướng. Jesse biết được điều này, nhưng do lúc đó cô bé quá hoảng sợ nên đã không thể phản ứng. Tối đó, khi chứng kiến người bố khốn nạn âu yếm người mẹ đang mang thai của mình, Jesse đã tức giận đến mức bóp nát cả một cái cốc thủy tinh. Đây là một sự kiện quan trọng mà lát nữa chúng ta sẽ còn gặp lại. Sau này, người cha này còn đồi bại đến mức đã thuyết phục rằng đây là một bí ẩn bẩn thỉu mà cả hai không nên cho một ai biết, nhất là mẹ của Jesse, người sẵn vốn đã không quá ưa cô bé. Trong cuộc đối thoại với con gái, hắn đã dùng cụm "Take our medicine." Câu này dịch nôm na là hãy cam chịu và không phản kháng. Đáng chú ý, câu nói này đã từng được Jack Torrance sử dụng. Are you gonna take your medicine? Theo như mình hiểu, tuy cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, nhưng tên này vẫn không muốn dừng lại. Hắn bịt miệng người con gái cả để có cơ hội tiếp tục giở trò đối bại với cả cô và người con gái thứ. Jesse biết điều này, nhưng cô bé vẫn nhắm mắt làm ngơ để nó xảy ra. And that wasn't my job description. Was it? My job was to be a kid. Tên khốn nạn này cũng từng sử dụng còng tay để khống chế Jesse hồi nhỏ để lạm dụng cô dễ hơn. Theo thời gian, quyết định giữ im lặng này dần ăn mòn lương tâm của cô bé. Nó khiến cô gặp khó khăn trong việc mở lòng với người khác, kể cả với chính người chồng Gerald. Với Jesse, lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt trong cuộc sống luôn là lựa chọn tối ưu nhất. Trớ trêu thay, sự kiện ngày nhật thực đã trở thành một cái còng vô hình trói buộc tâm trí của Jesse. Sự kiện nhật thực này cũng đã xuất hiện trong The Loris Claiborne, một phim chuyển thể từ tiểu thuyết khác của Stephen King, với nội dung cũng xoay quanh chủ đề về xâm hại tình dục. Tua nhanh đến thời điểm hiện tại. Lúc này, dù đã cưới Gerald được nhiều năm, nhưng hai người vẫn chưa có con. Ở bề mặt, họ là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa với nhà cao, cửa rộng, xe đẹp và thịt bò Kobe để cho chó dại ăn. Nhưng hằn sâu bên trong mối quan hệ của họ là những rạn nứt. Jesse có nhiều bất mãn với Gerald mà cô chưa từng nói ra. Nó xuất phát từ việc Gerald như một phiên bản copy của bố Jesse, khi cả hai vừa già hơn cô nhiều tuổi, vừa cùng là luật sư, vừa thường xuyên hạ bệ Jesse và vừa là bợm rượu. Nói cách khác, Jesse có daddy issue. Sự bất mãn này cũng đến từ những câu đùa nặng mùi phân biệt giới tính mà Gerald từng buông ra để lấy lòng người sếp. Nó còn được tích tụ từ những ngày đi làm về khuya, những cuộc gọi bí mật
những chuyến đi công tác bất thường vào cuối tuần của Gerald mà Jesse chưa bao giờ dám trực tiếp đối chất. Chưa dừng lại ở đó, Jesse còn tự dằn vặt mình về quyết định đặt sự nghiệp lên trên hết và đặt việc có con xuống sau. Những bất mãn này cứ lớn dần rồi bủa vây tâm trí của Jesse, khiến cô thậm chí còn không thể tận hưởng những lần quan hệ tình dục của hai người. Quan trọng nhất, nó khiến Jesse chưa bao giờ cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ với Gerald về ngày nhật thực. Để rồi trong một lần quan hệ tình dục, Gerald đã thử bạo dâm với Jesse. Bằng một cách nào đó, lần đó cả hai người cảm thấy rất thỏa mãn, khiến họ quyết định cần phải lặp lại chuyện này để nhen nhóm tình yêu vợ chồng và hàn gắn rạn nứt. Đây là khi câu chuyện chính trong phim xảy ra. Hoa Kỳ, ngày này tháng nọ. Jesse và Gerald cùng nhau đến một căn nhà ven hồ để nghỉ dưỡng cuối tuần. Địa điểm này tuy nhìn rất giống căn nhà ven hồ cũ của Jesse, nhưng trong phim lại không có xác nhận liệu cả hai có phải một hay không. Nếu các bạn có thông tin hay giả thuyết gì thì hãy cho mình biết trong phần comment ở phía bên dưới nhé. Do không muốn bị làm phiền bởi bất kỳ ai khác, Gerald đã tích trữ đồ ăn đủ cho cả cuối tuần và cho người giúp việc nghỉ hết. Đến nơi, Jesse thấy một con chó hoang đang đói và cho nó ăn thịt bò Kobe. Trong phim, Gerald gọi con chó này là Cujo, một nhân vật nổi tiếng khác của Stephen King. Sau khi vào trong nhà, Gerald cắn ngay một viên thuốc Viagra và trói Jesse vào giường, chuẩn bị lâm trận. Ông định tiếp tục bạo dâm với Jesse nhưng bị cô từ chối kịch liệt. Thấy vậy, Gerald tiếp tục lần tới, thế nhưng ông bất ngờ lên cơn đau tim và đột tử. Ban đầu, Jesse tưởng Gerald đang trêu đùa mình. Nhưng khi con chó hoang lẻn vào được nhà qua cánh cửa mở và ngoạm lấy một miếng thịt của Gerald, cô mới hoàn toàn hiểu ra sự nghiêm trọng của tình cảnh. Jesse thử mọi cách để thoát khỏi chiếc còng tay nhưng đều thất bại. Khi thể chất và tinh thần của cô bắt đầu kiệt quệ, Jesse tưởng tượng ra ảo ảnh về một Gerald và Jesse khác đang nói chuyện với mình. Jesse phóng chiếu là một người dũng cảm, tự tin, quyết đoán, luôn cố gắng giúp bản thân cô tìm mọi cách để trốn thoát. Còn phóng chiếu của Gerald tuy là tiếng nói của logic, nhưng lại luôn tìm cách để hạ bệ và sỉ nhục Jesse. Trong đêm đầu tiên mắc kẹt, có một người đàn ông xuất hiện trong phòng ngủ của Jesse. Ở cuối phim, chúng ta có tên gọi cho nhân vật này, đấy là Moonlight Man. Tuy nhiên, ở phần sau mình sẽ nói kỹ hơn về nhân vật này. Giờ hãy cùng mình tập trung vào hành trình sống sót của Jesse đã. Trong khi lạc giữa hiện thực và mơ màng, tâm trí của Jesse nhảy về những ngày kinh hoàng nhất trong quá khứ. Đây cũng là nơi Jesse đã tìm ra cách để thoát khỏi chiếc còng tay. Các bạn có nhớ chi tiết Jesse từng bóp nát cốc thủy tinh ở trên chứ? Đó chính là lối thoát của Jesse. Sử dụng chiếc cốc uống nước mà Gerald đã vô tình để quên trên kệ, Jesse thực hiện một pha lột ra tay kinh khủng khiếp hoảng hốt để giải thoát bản thân. Đùa chứ đoạn này mình xem còn phải pause lại mấy lần bởi vì nổi hết cả da gà. Trên đường ra khỏi nhà, Jesse chạm trán Moonlight Man thêm một lần nữa. Tại đây, cô đã vứt bỏ chiếc nhẫn cưới nhìn đắt như nhẫn của CEO Nguyễn Phương Hằng. Trên đường về, tuy gặp tai nạn, nhưng Jesse vẫn được cứu sống. Sự kiện ở căn nhà đã khiến Jesse quyết định công khai chia sẻ câu chuyện của mình dưới dạng một bức thư gửi chính bản thân lúc trẻ để truyền động lực cho những người cùng cảnh ngộ. 6 tháng sau, cô đọc trên báo thấy hóa ra Moonlight Man không phải là một phóng chiếu suy nghĩ tương tự Gerald hay chính mình, mà đó là một người có thật. Vậy nếu có thật, thì hắn là ai? Hắn xuất hiện với mục đích gì? Và hắn tượng trưng cho điều gì? Cùng mình tìm hiểu tiếp nhé! Trong Gerald's Game, Moonlight Man là một người bị biến dạng hình thể do mắc acromegaly, hay bệnh to đầu chi. Đây là một căn bệnh hiếm gặp có thực với tỷ lệ mắc phải chỉ từ 2,8 đến 13,7 trên 100.000 người. Những triệu chứng thường gặp nhất là bàn tay, bàn chân hay khuôn mặt của bệnh nhân bị to ra bất thường theo thời gian. Carol Strickland, diễn viên vào vai Moonlight Man, là một người mắc bệnh to đầu chi ngoài đời thực. Trong phim, hắn có tên là Raymond Joubert. Đây là một tên bệnh hoạn thích ăn cắp trang sức, siêu tầm ngón tay, ngón chân, tai, mũi và môi của người chết. Hắn giữ chiến lợi phẩm trong một cái túi đựng xương, một liên hệ nữa đến tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Bác này viết nhiều quá, đầu đầu cũng thấy liên hệ sách. Đầu phim, khi Gerald và Jesse trên đường đến nhà nghỉ, radio đang phát tin về những vụ trộm mộ của Raymond. Theo thời gian, Raymond dần chán người chết và chuyển sang giết hại người sống. Trong đó, có chị gái và anh rể của mình. Hắn thậm chí cũng đã lột da đầu rồi ăn thịt họ. Trong tiểu thuyết gốc, Moonlight Man không ngờ ngạch như trên phim mà hắn có ý định giết Jesse ngay sau khi lấy được chiếc nhẫn. Tại phiên tòa cuối câu chuyện, hắn thậm chí đã khiêu khích và chế giễu cô. Moonlight Man trong phim khác một chút, hắn quyết định tha mạng cho Jesse khi gặp cô ở cuối. Lời lý giải duy nhất mà mình có cho việc này là có thể Jesse là người đầu tiên không phản ứng cực đoan trước diện mạo bất thường của hắn. Ngay từ lần đầu thấy Moonlight Man, Jesse đã điềm tĩnh và chỉ tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là một người có thật.
khi đối diện với nhân vật chính của chúng ta trong phiên tòa xét xử, Raymond thốt lên rằng: "They're not real. You're only made of moonlight." Mình không nghĩ rằng Stephen King và Mike Flanagan lại đưa một câu nói bâng quơ vô nghĩa vào tác phẩm của mình đâu. Đây là hai tác giả kinh dị xuất sắc nhất đang làm việc, nên chắc hẳn phải có lý do đằng sau nó chứ, phải không? Đối với mình, câu nói này chính là chìa khóa giải mã ý nghĩa của Moonlight Man. Hắn, giống như bố của Jesse, Gerald và cả con chó, đại diện cho sự thờ ơ đối với Jesse. Họ làm ngơ trước cảm xúc của Jesse và từ chối sự tồn tại của cô, coi cô như một công cụ vô tri vô giác để dễ bề thỏa mãn bản thân. Khi xâm hại tình dục con mình, bố Jesse không cho cô quay lại để nhìn ông. Gerald thì bỏ ngoài tai những lời phản đối của vợ để đắm chìm trong mộng tưởng. Con chó coi Jesse chả khác gì một miếng thịt khác. Còn Raymond, Moonlight Man của chúng ta, thậm chí còn chẳng coi Jesse là con người. Tại đây, chi tiết Jesse đưa Raymond chiếc nhẫn khiến mình liên tưởng đến nhân vật người lái đò Karen. Trong thần thoại Hy Lạp, linh hồn người chết sẽ phải trả cho Karen lệ phí là một đồng xu để đến được nơi an nghỉ cuối cùng. Nếu không, họ sẽ phải mãi mãi lang thang trên trần thế. Với mình, Moonlight Man là hiện thân của tất cả những thứ đã dìm Jesse xuống trong cuộc sống, vật hóa cô và khóa trói cô ở đó. Khoảnh khắc Jesse tự xé tay khỏi chiếc còng hữu hình và đối diện với Moonlight Man cũng là lúc cô thoát khỏi chiếc còng vô hình của người bố để đối diện với quá khứ của bản thân. Từ đó, chiếc nhẫn của cuộc hôn nhân đầy lỗi lầm cũng giống như đồng xu trả Karen. Nó giúp Jesse đi từ bến bờ của sự trói buộc, im lặng và đau khổ sang bờ bến của sự giải thoát, sự thật và hạnh phúc. Cuối cùng, chưa đầy một tuần sau khi Gerald's Game lên sóng trên Netflix, bài báo đầu tiên tiết lộ hành vi xâm hại tình dục của Harvey Weinstein đã được đăng tải lên tờ New York Times. Giống như lá thư cho bản thân của Jesse, bài báo này đã khởi đầu cho phong trào Me Too giúp các nạn nhân của xâm hại tình dục dám lên tiếng bảo vệ bản thân và người khác. Vậy nên, nếu đặt dưới góc nhìn chính trị xã hội, Gerald's Game có thể được coi như một phim thấm đẫm thông điệp nữ quyền. Còn với mình, Gerald's Game đơn giản hơn, nó khiến người xem phải ý thức được tầm quan trọng của việc đối diện với sự thật, của việc dám đứng lên bảo vệ bản thân mình và người khác. Nó truyền cho ta nguồn động lực mãnh liệt để luôn tiếp tục chiến đấu, dù có rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.